Xin chào các bạn, thì đã rất lâu rồi mình mới muốn thay đổi cái tên của cái Facebook của mình. Thì trước đây thì mình thay đổi nó phải vài năm trước rồi. Bây giờ thì Facebook đã thành lập Meta và đã thay đổi cái giao diện này. Mình tìm mãi mới thấy cách thay đổi tên, thì bây giờ mình đã tìm thấy rồi. Thì mình cũng tìm thấy nó rất là vất vả. Thì mình chia sẻ với các bạn là khi mình tìm thấy thì mình nhìn thấy cái dòng địa chỉ này. Nó đơn giản chỉ là thêm chữ about gạch dưới details thế thôi, nhưng mà mình không biết để mà gõ cái từ này vào. Thì mình chia sẻ với các bạn là nếu như các bạn nào muốn thay đổi cái tên tên phụ, tên khác, tên thật, tên chính này, thì không cần phải tìm gì nhiều cả. Các bạn chỉ cần đọ gõ chữ about gạch dưới details thì nó sẽ ra cái khung hình này của các bạn. Cái công nghệ của các bạn thì có cái about detail này, nó sẽ vào cái đuôi của cái facebook.com xịt cái tên tên Facebook của các bạn ạ, cái link Facebook các bạn. Thì có nhiều bạn là không biết cái link Facebook này, hoặc là cái link Facebook này của các bạn nó nhìn xì rằng lằng ngoằng, thì các bạn có thể làm như sau. Mình thật chi tiết cho các bạn nhé. Thì ở đây mình sẽ vào một cái Facebook phụ của mình, một Facebook bán hàng của mình nhé. Mình sẽ vào với facebook.com này và đăng nhập cái nick của mình vào. Thì nick mình đã đăng nhập vào đây rồi, thì khi các bạn click vào cái tài khoản này thì ngay lập tức cái tài khoản của bạn sẽ hiện lên cái link địa chỉ miền chính của các bạn đây rồi. Thì các bạn chỉ cần gõ thêm chữ about thôi, nó đã có cái sweep rồi. Bây giờ thì các bạn chỉ có chữ about about này, rồi các bạn gạch dưới, rồi có chữ detail. E đúng rồi, A-I-L thêm S, ok, và ta ấn Enter thử nhé. Đó, các bạn nhìn thấy rồi, nó ra luôn cái phần sửa tên này. Đấy, nó ra luôn cái phần sửa tên này, tên biệt danh khác thì từng gọi này. Đấy, và các bạn cứ thế sửa thôi, rất đơn giản như vậy mà mình tìm mãi không có ra, mình tìm mãi không có ra. Đó, bây giờ mình tìm ra thì mình hướng dẫn các bạn. Thì bây giờ mình quay lại cái link mà mình cần sửa đây. Mình sẽ để nguyên chữ Lê Xuân Lộc là tên mình không có sửa. Mình sẽ sửa cái phần tên gọi và tên biệt danh khác này. Thì mình muốn dùng cái nick này vào trong việc SEO marketing, nên mình sẽ xóa cái tên cũ này đi, hoặc mình sẽ sửa cái tên này. Thì mình sẽ sửa cái tên này. Ta kích xong, ta xong rồi thì ta lưu lại thôi. Như vậy là video mình sẽ kết thúc ở đây. Các bạn cho tất cả video